Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên của tỉnh đoàn Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tuyên dương 30 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023. Phát động cuộc thi tuyên truyền viên phòng chống ma túy online năm 2023. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Tuổi trẻ Quảng Nam làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948-11 tháng 6-2023, tỉnh đoàn tổ chức chương trình Khát vọng cống hiến lệ sống thanh niên và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên. Trong chương trình, tỉnh đoàn đã tổ chức giao lưu với các gương thanh niên điển hình trong học tập và làm theo gương Bác với chủ đề Khát vọng cống hiến lệ sống thanh niên và tuyên dương 30 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những đại diện tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đến quốc phòng, an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xã hội. Mỗi thanh niên là một điển hình với phẩm chất đạo đức trong sáng, ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội tại địa phương, cơ quan, đơn vị và có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chương trình được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên, phát hiện, suy tôn những điển hình thanh niên tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước, tạo động lực phát triển những tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh niên toàn tỉnh, củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội đội. Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2023, tập trung vào các địa bàn 6 huyện nghèo và huyện thoát nghèo, gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, các xã đảo, xã ven biển và xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh, làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, Nam Giang. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành đoàn tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn đã lựa chọn trong tháng thanh niên năm 2023 để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn và thực hiện chủ trương 3 liên kết trong triển khai các hoạt động tình nguyện. Trong chương trình lễ ra quân, tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và công trình hàng cây thanh niên, câu lạc bộ doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng biểu trưng công trình thanh niên, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Dịp này, tỉnh đoàn Quảng Nam đã phát động phong trào đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững và tổ chức ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023. Ngay sau lễ ra quân đã diễn ra nhiều hoạt động trên địa bàn xã Duy Sơn như thi công tuyến đường thanh niên tự quản và công trình hàng cây thanh niên, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID, ra mắt mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, tuyên truyền cài đặt sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử tại chợ. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tham dự chương trình. Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng là hoạt động thường niên được tổ chức dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19. Qua đó, chương trình hướng đến việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân một cách kịp thời, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tại ngày hội, diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, kiểm tra thị lực, cấp kính thuốc cho 30 người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn,
tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng sữa dinh dưỡng Wacodomen cho phụ nữ có thai và cho con bú trên địa bàn xã Phước Gia, trao tặng 10 xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Thông qua ngày hội, đội ngũ thầy thuốc trẻ phát huy được vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích tình nguyện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là dịp để các hội viên, thanh niên và các thầy thuốc trẻ tỉnh nhà có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và tăng cường tình đoàn kết thân ái. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023, tỉnh đoàn phối hợp với công an tỉnh tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên phòng chống ma túy online trong đoàn viên thanh niên năm 2023. Cuộc thi được tỉnh đoàn và công an tỉnh Quảng Nam tổ chức từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 với mục đích phủ xanh thông tin phòng chống ma túy trên không gian mạng, góp phần lan tỏa nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy đến người dùng mạng xã hội, tập trung là thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp cho thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động tránh xa ma túy, tự giác trong việc tham gia các hoạt động phòng chống ma túy. Nội dung thi có hai phần gồm bài viết và video. Mỗi đơn vị cá nhân tham gia cuộc thi chọn 3 bài viết tốt nhất và một video gửi về cho ban tổ chức. Video là bài thuyết trình có dàn dựng được các đơn vị thực hiện xoay quanh chủ đề cuộc thi. Tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage của Tuổi Trẻ Quảng Nam và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam để tuyên truyền sâu rộng đến người dùng mạng xã hội và quần chúng nhân dân. Thưa quý vị, bằng những việc làm cụ thể, thế hệ trẻ hôm nay đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được thực hiện đã tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Quảng Nam trên các mặt đời sống xã hội. Trong chương trình truyền hình thanh niên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Tuổi Trẻ Quảng Nam làm theo lời Bác do phóng viên chuyên mục thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trong cái nắng oi ả của trưa hè tháng 6, bác sĩ trẻ Lê Thị Bảo Ngọc vẫn tận tụy với công việc của mình. Tranh thủ giờ nghỉ sau ca nội soi dài, trò chuyện với chúng tôi hình ảnh về những tháng ngày chiến đấu với COVID-19 nơi vùng đỏ, dành lại sự sống cho bệnh nhân, vẫn hằn sâu trong ký ức của nữ bác sĩ trẻ. Nhớ là lúc đó là 5 giờ sáng, là mình trải qua một đêm không ngủ, vì nguyên cả đêm đó là bọn mình hỗ trợ cho một cái trường hợp F0 ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình đang điều trị từ xa. Thì mình nói thẳng với mẹ luôn và cũng nói với mẹ anh chị trong mạng lưới thầy thuốc đồng hành luôn là thôi má anh chị ở nhà gọi điện đi, còn em vô thành phố Hồ Chí Minh chống dịch luôn đây. Và rất may mắn là mình được ở trong đó đồng ý tiếp nhận, và ban giám đốc cũng như là khoa phòng cũng hỗ trợ tạo điều kiện. Thì cái chuyến đi của bọn mình cũng có nhiều kỷ niệm lắm, là vì lúc đó là hoàn toàn ở Quảng Nam vô thành phố Hồ Chí Minh là không có một cái đường giao thông nào hết. Thì mình nói dối luôn, cả ban giám đốc cũng nói dối luôn với ba mẹ mình là mình đi theo một cái đoàn của Huế, nhưng mà thực chất là không có cái đoàn nào hết. Và 1 giờ sáng thì mình đi tàu từ Quảng Nam vô được tới Ninh Thuận, thì ga cuối cùng là ga Ninh Thuận. Và mình tới ga Suối Kiết ở Ninh Thuận là lúc đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã luôn. Và mình nhớ nhất là mấy anh nhân viên ở ga, cuối cùng mấy anh nấu cơm cho mình ăn, nấu cho mình một dĩa cơm để mình ngủ lại ở trong đêm, vì lúc đó không có xe vô nữa. Đó là bữa cơm mình ngon nhất trong đời của mình, vì lúc đó mình đói quá. Và sáng hôm sau thì mình tìm được một cái xe ké đi thẳng từ Ninh Thuận vô trong thành phố Hồ Chí Minh, và mình chống dịch ở đó gần 3 tháng. Cũng như rất nhiều thanh niên xung phong vào tâm dịch giai đoạn ấy, biết là vất vả và hiểm nguy cận kề, nhưng không một ai lùi bước, bởi tất cả đều hiểu lúc này bà con rất cần đến họ. Giữa vùng đỏ là tuổi xanh, là khát vọng cống hiến của những người trẻ luôn khắc ghi lời Bác dạy: đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Rất là nhiều người hỏi mình là lúc đó có sợ không, hoặc là lúc đó có nghĩ là cái chuyện đi của mình là một cái gì đó rất là vĩ đại không, thì thật sự là mình không thấy cái chuyện đó là cái gì đó to tát hết. Mình luôn nghĩ là cái chuyến đi của mình là một cái chuyến đi bình thường, bởi vì mình cảm nhận là mình đi đến cái nơi mà đang cần mình, và mình đi đến cái nơi đó là nơi mình phải đến và làm những việc mà mình phải làm. Và mình nghĩ thế hệ trẻ như làm theo lời Bác, làm tốt nhất công việc của mình, đi đến những nơi mà mình cần phải có mặt ở đó. Còn tại Trà Hy, một xã vùng biên nằm ở phía tây Quảng Nam, đồng bào Cơ Tu nơi đây đã quen với bóng dáng người chiến sĩ trẻ này. Với anh, học và làm theo lời Bác là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu,
làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Là một đoàn viên thanh niên trẻ, học tập làm theo lời Bác, thực hiện 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, gần dân lúc dân cần, khi dân khó có công an. Trước đây, khi là giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, tôi đã xung phong nhận nhiệm vụ tại Công an xã Chửa Hy, huyện Tây Giang, là một xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của tỉnh Quảng Nam. Sau gần 2 năm công tác, tôi đã và đang hòa mình vào cuộc sống của nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và gìn giữ an ninh trật tự từ tuyến cơ sở. Bằng sức trẻ, sự sáng tạo và thế mạnh ngoại ngữ của mình, tôi đã và đang cố gắng áp dụng khoa học công nghệ số, chuyển đổi số vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình. Nhiệm vụ của một công an chính quy được tăng cường đến phụ trách tại xã biên giới như Thượng úy Lê Văn Tùng khá vất vả vì phải bao quát phụ trách nhiều công việc. Không những thế, điều kiện làm việc của cán bộ chiến sĩ công an tại xã Trà Hy còn khó khăn, vượt lên trên tất cả những rào cản về ngôn ngữ, phong tục và điều kiện. Thượng úy Lê Văn Tùng cùng đồng nghiệp đã tích cực bám cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với bà con, tranh thủ sự tin tưởng, giúp sức tận tình của quần chúng để gìn giữ trật tự an ninh địa bàn. Tùng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành lập tổ công tác triển khai đề án 06 cấp xã và tại cả 6 thôn trên địa bàn xã, vận động thành lập và xây dựng các mô hình cụm gia đình nhằm nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự cho vùng biên. Bên cạnh đó, Lê Văn Tùng còn là một đoàn viên thanh niên năng nổ của xã Trợ Hy. Cùng ăn, cùng ở, sinh hoạt với bà con, Thượng úy Tùng thấu hiểu và luôn trăn trở về những thiếu thốn của các em nhỏ vùng cao. Với tấm lòng nhân hậu và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh đã thường xuyên kêu gọi kết nối những mạnh thường quân để có thêm tấm áo, hộp sữa, cuốn tập cho các em học sinh. Với sự tận tâm, sáng tạo, Thượng úy Lê Văn Tùng đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng công an xã, phường, thị trấn và danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2022. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến nhận thức của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi, hình thành một lớp thanh niên tiên tiến có bản lĩnh, tài năng và trí tuệ, góp sức trẻ xây dựng quê hương. Những thanh niên tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi lĩnh vực, thành phần khác nhau, có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội. Những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa sâu sắc, những việc làm tưởng chừng như rất đổi bình dị, nhưng có sức truyền cảm hứng lớn lao từ mỗi tập thể thanh niên tiên tiến là những minh chứng thiết thực cho một thế hệ trẻ tự tin, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với hoài bão lớn lao, với ước mơ cao đẹp là được cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thanh niên hôm nay của tỉnh đoàn Quảng Nam đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.